cùng với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Chủ thì cầu Nhật Tân cũng ghi danh là một trong bảy cây cầu huyết mạch của thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội. Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài là 9,17 km, trong đó phần cầu chính là 3,9 km, đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km và phần cầu dẫn dài 5,27 km. Đường trên cầu thông thoáng đi chỉ mất 10 15 phút là sang bên bờ bên kia. Cây cầu này nối huyện Đông Anh bên kia sông với quận Tây Hồ bên này sông. Có điểm đầu tư phường Phú Thượng quận Tây Hồ đến xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh. Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia có mức tổng số vốn đầu tư lên đến 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009, phải hết gần 6 năm cây cầu mới hoàn thành tháng 1 năm 2015. Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới, được thi công bởi các chủ thầu uy tín đến từ Nhật Bản. Cây cầu có 5 trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu. 5 trụ tháp này tượng trưng cho 5 cửa ô cổ kính của Hà Nội. Cầu Nhật Tân được xây dựng có nhiều ý nghĩa quan trọng trong lưu thông phát triển kinh tế của thủ đô. Việc xây cầu Nhật Tân kết nối với tuyến đường Nhật Tân tạo nên tuyến huyết mạch thống nhất giữa sân bay quốc tế nội bài và trung tâm thành phố Hà Nội đồng thời giúp giảm áp lực giao thông cho nhiều cây cầu khác đặc biệt là cầu thăng long cũng như rút ngắn thời gian di chuyển trước khi có cầu nhật tân thì cầu thăng long giữ vai trò chính là tuyến giao thông ngắn nhất giữa nội bài và trung tâm hà nội